Hello các bạn Hôm trước mình có uh, chia sẻ cái cách học cửu chương từ 6 tới 9 Tức là những cái cửu chương mà rất khó Dựa trên uh, hai bàn tay ha Đó Thì uh, chúng ta biết rồi uh, Những cái cháu học sinh nào mà thuộc bản cửu chương Thì chắc chắn học toán rất là tốt Đó đặc biệt là toán nhân và toán chia Còn những cháu mà học không thuộc bản cửu chương thì làm toán là rất bầm dập đi Phật tới Phật lui tối ngày nha Và chính do vậy thì trên thế giới có những nước đã cho học sinh học tới cửu chương 12 có nước là cho học tới cửu chương 20 25 đó còn mình thì học tới cửu chương 9 này. thành ra là trong các cuộc về thi toán quốc tế ha chúng ta hay thấy trẻ em các nước mình đã tính toán thần sầu nhanh như chớp thì hôm nay á, mình sẽ chia sẻ thêm một cái bí quyết để học tới chương trường 90 luôn à, cũng rất đơn giản thôi các bạn à, nếu mình hướng dẫn cho các cháu các em nó nắm thì nó, nó, nó học toán tự tin hơn thoải mái hơn rất nhẹ nhàng vui thuốc đây ví dụ nghe các bạn đây ví dụ 14 nhân với 13 thì tính làm sao cho nó nhanh. À cho ra kết quả rất là nhanh gọn lẹ. À, thì đơn giản lắm. Thứ nhất là chúng ta sẽ chuyển cái số đơn vị về một bên. À chuyển số 3 này về bên này hoặc là chuyển số 4 về bên này thì chúng ta ngay lập tức đều có cái số 17 nhân với 10. 17 nhân với 10. Thì đây là phép tính đầu tiên 17 nhân với 10 thì ai cũng làm được. À, sẽ bằng 170. Đây là phép tính đầu tiên. Rồi, phép tính thứ hai là lấy hai cái số đơn vị nhân với nhau, được bao nhiêu thì cộng cho cái, cái cái tổng số của phép tính đầu tiên. Thì cụ thể trong phép tính này là 4 nhân với 3 bằng 10 12. Đó, cộng với 170 sẽ là bằng 182. Như vậy kết quả là 14 x 13 sẽ bằng 182. Chúng ta thử lại nha. 14 nhân 13 bằng đây 182 chính xác nha à, thực ra khi mình ghi bằng giấy mình diễn giải thì thấy nó có vẻ dài dòng nhưng mà thực ra nếu các em làm quen các cháu học sinh làm quen thì nhìn vô là thấy luôn nhìn vô thì sẽ thấy ngay cái con số đầu tiên là 17 x 10 đó nó sẽ bằng 107 và cũng ngay lập tức nhìn thấy ngay cái số là là, là phép tính thứ hai đó là nhìn thấy luôn cái số 12 4 x 3 bằng 12. Đó. Và khi đó cộng lại với nhau thì ra kết quả là 182, rất là nhanh lẹ. Rồi, thử một phép nữa nha. Thử một bài nữa. Ví dụ 15 nhân 16 số hơi lớn chút. Đấy, thì rõ ràng nhìn vào, chúng ta sẽ thấy ngay phép tính đầu tiên sẽ là 210, đúng không ạ? À? Tại vì chuyển 5 qua 16, chỉ chuyển 6 qua 15, thì sẽ đều có được 201. Nhân với 10 lãng ra 201. Và phép tính thứ hai đó là 5 lần 6, 30, 30, đó. cộng 201, sẽ ra ngay kết quả là 240. Đấy. Rất là đơn giản. Có thể nhìn vào là thấy ngay kết quả. Thử nha. 15 nhân 16 kiểm tra lại bằng 240. Rồi. Đó là đối với cái hàng 1. Tiếp theo. Bây giờ thử hàng 2 coi nó có chính xác không. À. Ừ. Ví dụ 20 2 nhân 24 bằng bao nhiêu? Thì chúng ta thấy phép tính đầu tiên sẽ ra là 26 x 2, đúng không? 26 x 2 tức là sẽ bằng 520. Và phép tính thứ hai nhìn nhanh là thấy ngay 2 lần 4 là 8. Nhìn thấy rõ ngay. Và kết quả của phép tính 22 x 24 sẽ là bằng 528. Thử nha. Kiểm tra. 22 nhân với 24 bằng 528 Kết quả chính xác rất là nhanh chóng Không có gì khó khăn Thử lại cái một phép tính khác nha 27 Nhân 25 Kết quả sẽ bằng bao nhiêu Chuyển một số đơn vị qua bên đây Thì chúng ta sẽ có ngay là 320 320 nhân với 2 thì cái phép tính đầu tiên sẽ cho kết quả là 604. À, và phép tính thứ hai là lấy hai, hai số đơn vị nhân với nhau 7 lần 5, 35 cộng vào với 604. Thì ngay lập tức sẽ có kết quả là 675. Rồi, yeah, kiểm tra. 27 nhân 25 bằng 675 chính xác tuyệt đối nha Hả? rất đơn giản à, mà khi các cháu mà thuộc củ chương nhỏ rồi đó thì lên là, là, là là xử lý mấy cái bài toán này là không có vấn đề gì rồi bây giờ thử lên 4 nha 42 ví dụ vậy nhân với 44 thì bằng bao nhiêu Phép tính đầu tiên chúng ta sẽ có là 46 nhân với 4. Đã 46 để cho nó dễ thì chúng ta nhân 2 lên cái đã. À, tất cả các cựu chương 2 thì các em nó thuộc và nó dễ làm hơn cựu chương 4 rất nhiều. Cho nên 46 mà nhân 2 sẽ được là 92. 92 nhân thêm gấp đôi một lần nữa sẽ được 184. Đó, à, tức là cái phép tính đầu là chúng ta sẽ được 1 840. Đó. Và phép tính thứ hai sẽ có ngay rất là đơn giản, đó là 2 x 4 bằng 8. Đã, như vậy 42 x 44 sẽ có kết quả là 1 8 4 8 1848. Đó, thử lại nha, kiểm tra nha. 42 nhân với 44 bằng đó 1848 chính xác nha tuyệt đối à, thì đây cũng là một cái kỹ năng nữa à, nếu mà nhân 4 cảm giác nó khó quá thì chỉ cho các cháu là nó nhân 2 hầu hết là nhân 2 rất là dễ dễ hơn nhân 4 như vậy thì thay vì một lần nhân 4 mình chọn cái cách là hai lần nhân 2 nó dễ hơn dễ hơn nhiều. Đó. Ví dụ như là 40 làm nhân 40 3 bằng bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ có là số 48 nhân 4. Vậy thì 48 nhân 2 sẽ bằng bao nhiêu? 96. Ra ngay kết quả ha. Vậy thì 96 nhân 2 một lần nữa. Đó nó sẽ bằng 192. À, tức là phép tính đầu tiên sẽ là 1920 kết quả đầu tiên. Và phép tính thứ hai đơn giản là 5 x 3 là 10, 15. Và kết quả của phép tính này sẽ là 1935. Đơn giản. Rồi kiểm tra nha. 45 nhân 43 bằng 1935. Chính xác tuyệt đối. Đó. Rồi. Thử thêm một bài nữa thôi. À, thử thêm một phép tính nữa thôi. Thế còn cái trường hợp. Trường hợp cũng là phép tính nhân một số có hai chữ số chữ số hàng chục khác nhau thì phải làm thế nào để ví dụ nha ví dụ 23 nhân 34 ví dụ vậy thì bây giờ làm sao làm sao để các cháu tính cho nó nhanh mà không có đặt phép tính Đó, thì thông thường các cháu nếu nó học bài bản nó phải phải 23 nè rồi nhân nè, 34 nè, nó đặt dọc xuống rồi đó. Rồi bắt đầu 4 lần 3 12, viết 2 nhớ 1 4 lần 2 là 8, 1 là 9. Cái này 3 lần 3 là 9. Đó. Rồi 3 lần 2 là 6. Đó cộng lại thì nó ra là 2 8 nhớ 1 là 782. Đó bình thường nó phải đặt phép tính vậy. Còn ở trên này đặt ngang vậy luôn. Nhân sao cho nó gọn. Đơn giản lắm. Ở thứ nhất là lấy hai số đơn vị nhân với nhau. 4 lần 3, 12. Ghi 2. Nhớ 1. Tiếp theo là lấy hai số ngoài. Cái phép tính thứ hai là lấy hai số ngoài nhân với nhau. hai số trong nhân với nhau. Rồi cộng lại. Cộng với nhớ là ra cái con số thứ hai. Cụ thể ở đây là 4 lần 2 là 8. Cộng 3 x 3, 9. 8 cộng với 9 bằng 17. 17 cộng 1 ở đây là bằng 18. Viết 8 nhớ 1. Đó. Và cái phép toán thứ ba là lấy con hai số hàng chục nhân với nhau cộng với cái nhớ là ra kết quả. Thì con số thứ ba sẽ là 3 x 2 bằng 6 cộng 1 đây sẽ bằng 7. Đó đơn giản nha các bạn. Đây. Thử lại. Mình thấy ghi giấy nó nó rườm rà vậy thôi. Còn thực tế trong quá trình tính toán rất là nhanh. Ví dụ 36 nhân 44, ví dụ vậy. Đó. À, sẽ bằng con số đầu tiên sẽ là con số 4 nhớ 2, đúng không? 4 lần 6 24 viết 4 nhớ 2. Con số thứ hai sẽ là như thế này. 3 x 4 bằng 12,

Thử nha. Kiểm tra nha. 36 nhân với 44 bằng đây. 1584, kết quả chính xác. Cho nên có thể nói với hai cái phép tính này thì các cháu có thể đọc được cửu chương tới 90 mà không cần máy tính. Trong cái phạm vi là các cái phép tính mà nhân số có hai chữ số. Rồi rồi xin uh, kết thúc video ở đây nha. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh Mẹo Hay trong cái thời gian vừa qua. Xin uh, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong uh, các video lần tới. Bye bye.